Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh Tài chính tỉnh thức của FCI. Mình là Đức Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề cực kỳ quan trọng nhưng thường bị hiểu sai và không mang lại hiệu quả nhiều như chúng ta mong muốn. Đó là vì sao kế hoạch tài chính thường thất bại, trong khi nhiều người tin rằng việc có một kế hoạch tài chính là chìa khóa để đạt được những mục tiêu. Và chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền, thời gian và công sức và tin tưởng vào các chuyên gia. Thế nhưng khi chúng ta có kế hoạch tài chính, một bản kế hoạch tài chính mà chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng ở đó, nhưng sau một thời gian chúng ta khám phá ra là bản kế hoạch tài chính đó đã bị bám bụi ở một góc nào trong nhà và chúng ta bỏ quên nó luôn. Bởi vì sao? Bởi vì sau một thời gian thực hiện, chúng ta không thể nào đủ kỷ luật để duy trì và theo được nó. Vậy thì giá trị thực sự của bản kế hoạch tài chính không nằm ở bản kế hoạch tài chính, mà giá trị thực sự nó nằm chính ở quá trình hoạch định tài chính. Trong cuộc trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu các lý do phổ biến khiến các kế hoạch tài chính không thành công và cách chúng ta có thể tạo ra những chiến lược hiệu quả hơn để đảm bảo thành công. Vậy trước hết, ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu hoạch định tài chính là gì. Hoạch định tài chính hiệu quả là quá trình điều phối, phân bổ nguồn lực hữu hạn của chúng ta. Đó là thời gian, đó là tiền bạc, đó là năng lượng và những mục tiêu thực sự mang lại lợi ích lớn để phục vụ cuộc sống. Thông thường chúng ta để ý trong tài chính mình có những cái định nghĩa, và thường chúng ta sẽ hay chọn những cái định nghĩa theo kiểu sách giáo khoa hay những định nghĩa phổ biến. Nhưng hãy nhớ rằng một định nghĩa không chỉ là định nghĩa, mà một định nghĩa nó có vai trò vô cùng quan trọng. Khi chúng ta có được một định nghĩa đúng, nó giúp cho chúng ta có một cái góc nhìn hoặc từ cái định nghĩa đó cho chúng ta ra cái chiến lược phù hợp, đó sẽ là định nghĩa đúng. Thì hoạch định tài chính hiệu quả là quá trình điều phối, phân bổ nguồn lực hữu hạn cũng như là thời gian, tiền bạc và năng lượng của chúng ta và những mục tiêu thực sự mà lại lợi ích và phục vụ cuộc sống của mình. Đó là việc cắt giảm những chi tiêu lãng phí và tập trung những gì thực sự là quan trọng. Nó là việc phát triển vốn con người đi kèm với việc bảo vệ và phát triển tài sản thông qua nhiều chiến lược khác nhau. Tuy nhiên, nhiều kế hoạch tài chính thất bại vì có những hiểu lầm về quá trình này ngay từ đầu. Thì đâu là những hiểu lầm phổ biến về việc hoạch định kế hoạch tài chính hoặc là về bản kế hoạch tài chính chúng ta hay mắc phải? Chúng ta hãy bắt đầu với một hiểu lầm rất là phổ biến, là cái niềm tin rằng bản thân bản kế hoạch tài chính là yếu tố quyết định thành công. Thực tế, bản kế hoạch tài chính nó chỉ là một tài liệu tỉnh, một bức ảnh chụp, hay tiếng Anh đó là screenshot về các mục tiêu và tình hình tài chính hiện tại chúng ta. Nó không có nhiều giá trị tự thân. Điều thực sự quan trọng chính là quá trình lập kế hoạch tài chính, và chính quá trình này nó giúp cho chúng ta có được những góc nhìn sâu sắc hơn về những cái thói quen tài chính, về những ưu tiên và những hướng đi mà chúng ta mong muốn theo đuổi trong cuộc sống. Nó cho chúng ta nhìn thấy những hành vi, những thói quen, những mô thức đôi khi nó nằm trong vô thức của chúng ta mà chúng ta hàng ngày không nhìn thấy rõ nó được. Và cái quá trình này nó giúp vén màn sương huyền ảo của sự không rõ ràng, giúp cho chúng ta mang lại sự nhất quán để hướng đến mục tiêu cũng như những chiến lược mà chúng ta đề ra. Hiểu điều này, chúng ta sẽ biết được rằng hoạch định tài chính nó là một quá trình động, chứ nó không phải là một bản tỉnh, không phải là một cái kế hoạch trên giấy như chúng ta vẫn thường nghĩ hoặc các chuyên gia họ thực hiện cho chúng ta. Và bởi vì nó là một kế hoạch động nên nó sẽ luôn thay đổi để phản ánh đúng với tình hình của cá nhân của chúng ta cũng như những thay đổi trong xã hội, trong tình hình kinh tế, chính trị. Ngoài những lý do đã nêu, một lý do khác dẫn đến sự thất bại của kế hoạch tài chính đó là chúng ta cần phải có sự kiểm soát và điều chỉnh liên tục. Tài chính cá nhân là một lĩnh vực động và kế hoạch tài chính cần phải được xem xét và điều chỉnh kịp thời, định kỳ để phù hợp với những thay đổi trong cuộc sống của cá nhân, thị trường và tài chính và nền kinh tế. Việc bỏ qua khâu này có thể khiến cho kế hoạch trở nên lạc hậu và không còn hiệu quả nữa. Tiếp theo, đó là phần lớn các kế hoạch tài chính thất bại bởi vì chúng bỏ qua một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là quá trình tạo ra tài sản, gọi là wealth creation. Tạo ra tài sản nó không chỉ là quá trình đầu tiên để chúng ta làm ra tiền, để kiến tạo ra tài sản, mà nó còn là cái quá trình quyết định cái lối sống, cái thói quen, cảm xúc hàng ngày của chúng ta. Và nó cũng là cái yếu tố để xây dựng nên vốn con người, là yếu tố rất là quan trọng để hỗ trợ cho sự thịnh vượng tổng thể. Nhiều kế hoạch tài chính nhảy ngay vào việc quản lý tài sản hiện có mà không chú trọng đến giai đoạn nền tảng này. Sự thiếu sót này dẫn đến việc kế hoạch trở nên quá tập trung và quản lý tiền bạc hơn là phát triển cá nhân. Mà hệ quả là những kế hoạch này thường chỉ xoay quanh việc làm gì với số tiền đã tích lũy, làm gì với tài sản bạn đang có, thay vì cách tạo ra và duy trì nó ngay từ đầu. Đây là thứ mà rất nhiều khách hàng mới là thứ thực sự họ cần. Và chính vì cái yếu tố bỏ qua giai đoạn kiến tạo ra tài sản này nên nó dẫn đến một vấn đề khác, đó là kế hoạch tài chính thường quá tập trung vào tiền bạc mà quên mất đi con người đứng sau kế hoạch đó. Việc lập kế hoạch tài chính mục đích tối thượng cũng là để phục vụ với cuộc sống của chúng ta, nó không phải ngược lại. Khi trọng tâm bị lệch quá nhiều vào các chỉ số tài chính như là tiết kiệm để mua nhà, mua xe, xây dựng quỹ hưu trí, cho con đi du học, và những kế hoạch này khi chúng ta lập như hướng này, nó có thể mất đi sự kết nối với những yếu tố con người và những điều mà nó làm cho
những mục tiêu này trở nên ý nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì hiện trạng tài chính của chúng ta hôm nay nó chính là kết tinh của những ý niệm, của niềm tin, của suy nghĩ, của hành động và thói quen của chúng ta trong ý thức cũng như trong vô thức. Nó không phải là cái gì đó qua một đêm. Nên chúng ta muốn có hiện trạng tài chính khác đi, không có cách nào khác, đó là chúng ta phải thay đổi từ thế giới bên trong, từ những ý niệm, từ những niềm tin, kiến thức, suy nghĩ, hành vi. Và những thứ này nó chính là vốn con người, yếu tố nền tảng cốt lõi nhất của tài chính cá nhân. Vậy thì tại sao những yếu tố này nó quan trọng đến như vậy, nhưng mà khi chúng ta tìm đến các chuyên gia hay chúng ta tìm đến các tài liệu ở trên mạng, chúng ta là rất ít khi được nghe nói đến cái quá trình là hình thành vốn con người, hay là quá trình kiến tạo tài sản, hay là nói về tư duy, về thói quen. Vì rất đơn giản, đó là khi mà chúng ta đứng về mặt góc độ kinh doanh và marketing, thì định hướng này trên thị trường nó cực kỳ dễ hiểu. Bởi vì các thông điệp mà hướng về cái mục tiêu là cái con số, là tăng trưởng về tiền, là cái một cái tương lai viễn cảnh, và cái tài sản của chúng ta có được, số tiền, số lợi mà chúng ta thu được, nó sẽ dễ kích thích cái lòng tham cũng như là sự chú ý của khách hàng. Hãy tưởng tượng xem, họ phải marketing về những điều thực sự quan trọng như là kiến thức, như là thói quen, như là hành vi. Thật sự là nghe chẳng sexy và cũng chẳng lôi cuốn chút nào, đúng không ạ? Và quá trình này là quá trình cực kỳ gian nan và khó khăn. Vì người ta nói gì? Người ta nói là non sông thì khó đổi, bản tính thì khó dời. Cho nên là cái việc họ làm việc với tiền của bạn đã làm ra rồi, họ làm việc với tài sản của bạn làm ra rồi, và thu phần trăm trên đó nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với việc chúng ta phải lùi lại để giải quyết cái gốc. Đó là trí tuệ, đó là niềm tin, đó là hành vi, đó là thói quen của chúng ta. Đây là cái quá trình cực kỳ khó, nhưng nó lại là cái gốc, nó là cái nền tảng để chúng ta có được cái nền tài chính như chúng ta mong muốn. Và bởi vì cách hoạch định tài chính này, cho nên là phần lớn những bản kế hoạch tài chính mọi người để ý, đó là những cái mục tiêu mà chúng ta lập ra, thông thường đó là những mục tiêu hướng ngoại, thay vì đó là những mục tiêu hướng về bên trong. Mục tiêu hướng ngoại đó là những mục tiêu có xu hướng bị ảnh hưởng từ hướng bên ngoài, như là kỳ vọng xã hội hoặc là môi trường. Như mọi người để ý, mua xe, mua nhà, mục tiêu này là về hưu, mục tiêu cho con du học, tất cả những mục tiêu này nó không có gì sai hết cả. Những mục tiêu này nó hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, cái việc mà chúng ta lập kế hoạch tài chính mà hoàn toàn hướng về những mục tiêu ở bên ngoài này, nó có những cái nhược điểm chí mạng của nó. Bởi vì sao? Những mục tiêu này nó chỉ đơn thuần là nó hướng ra bên ngoài, và đôi khi nó bị ảnh hưởng bởi những yếu tố, những người xung quanh của chúng ta, môi trường của chúng ta hoặc là xã hội. Nhưng mọi người định nghĩa thế nào là một người thành công? Rất nhiều người định nghĩa là người thành công là thông qua những cái tài sản họ sở hữu, bộ quần áo họ mặc, cái xe họ đi, ngôi nhà họ đang ở. Tuy nhiên, những mục tiêu này thường nó không tạo ra đủ những cái nhiệt huyết và cam kết cần thiết để chúng ta có thể kiên trì theo đuổi. Đặc biệt là con đường đi đến thịnh vượng nó luôn có rất là nhiều thử thách, cho nên chúng ta cần phải có những cái loại mục tiêu, và người ta nói đó là mục tiêu hướng về bên trong, thì những mục tiêu này nó mới đủ lớn. Vậy thì cách đặt mục tiêu hiệu quả, đó là những mục tiêu này nó sẽ hướng về bốn thứ mà người ta nói là mục tiêu hướng nội. Bốn thứ đó là gì? Thứ nhất, đó là mục tiêu phát triển bản thân con người chúng ta, đó là trên cái quá trình chinh phục thịnh vượng tài chính này, thật sự là chúng ta đạt được những mục tiêu. Nhưng điều nó còn quan trọng hơn nữa, đó là cách chúng ta sống như thế nào và con người chúng ta trở thành. Cho nên mục tiêu thứ nhất đó chính là phát triển bản thân. Mục tiêu thứ hai đó là lãnh đạo làm gương. Chúng ta trở thành một tấm gương cho những người thân, cho gia đình, bè bạn và những thế hệ sau. Họ nhìn vào đó để họ có thể noi theo và họ trở thành một mục tiêu, họ phấn đấu, họ phát triển. Và mục tiêu hướng vào bên trong thứ ba đó chính là yếu tố thiện nguyện. Thiện nguyện đó là chúng ta mong muốn có thể có được sự vững vàng và tài chính, chúng ta có tài sản để chúng ta có cái nguồn lực trước mắt là giúp đỡ chính bản thân của chúng ta. Chúng ta có được sự tự do để sống cuộc sống mà chúng ta hằng mơ ước, và chúng ta có tự do để không làm những thứ mà chúng ta không muốn. Và khi chúng ta có được sự tự do, khi đó chúng ta mới có thể thực sự có được cái khả năng để sống với cái lý do thực sự, với những cái lý tưởng mà chúng ta được sinh ra cho điều đó. Bên cạnh đó, chúng ta có đủ nguồn lực để chăm sóc cho gia đình, cho người thân, cũng như hỗ trợ cho rất nhiều hoàn cảnh ở ngoài kia. Đó là yếu tố thứ ba hướng về bên trong, yếu tố thiện nguyện. Yếu tố tiếp theo cũng vô cùng là quan trọng nữa, hướng về bên trong, đó là yếu tố tự do. Tự do là mục tiêu mà Đức tin rằng mỗi người sinh ra cuộc đời này chúng ta đều nên hướng tới. Khi chúng ta có được cái sự tự do tối thượng thì đó chúng ta sẽ thực sự khám phá được và đi sống theo được với những cái mục đích, lý tưởng, lý do chúng ta được sinh ra ngay từ đầu. Và bởi vì kế hoạch tài chính thường đó là những mục tiêu và hướng ngoại, cho nên là những cái mục tiêu này nó sẽ mắc một cái cạm bẫy, đó là cái mục tiêu hướng và tương lai.
phần lớn những kế hoạch tài chính đều quá chú trọng và hướng vào tương lai. Chúng chỉ tập trung vào cái việc kế hoạch để đạt được một điều gì đó trong thời gian tới, trong một năm, thậm chí là hàng thập kỷ sau đó. Và bởi vì nó nằm ở tương lai cho nên nó có thể làm giảm động lực ở những hành động ở hiện tại. Đó là bởi vì nó ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng chiết khấu của thời gian. Chúng ta có cảm giác là chúng ta phải hy sinh và chịu đựng ở cái hiện tại này cho một thứ gì đó ở tương lai xa vời. Giống như mọi người thử để làm cái kế hoạch về tự do tài chính theo chúng ta hay được tìm hiểu. Tự do tài chính là khi chúng ta có được một cái số tài sản đủ lớn mà cái tài sản đó nó sẽ sinh ra cái gọi là cái mức sinh lời thụ động của chúng ta, nó vượt cái nhu cầu chi tiêu của chúng ta. Để được có mức tài sản đó, chúng ta không cách nào khác đó là mình phải hàng ngày mình cố gắng, là cày cuốc càng ngày cố gắng hy sinh tất cả mọi thứ, chúng ta tiết kiệm bằng mọi giá để đâu đó đến năm 50-60 tuổi chúng ta có được một lượng tài sản như vậy, thì khi đó chúng ta tự do tài chính. Như vậy thì bởi vì cái chuyện là chúng ta lúc nào cũng lập kế hoạch về tương lai cho nên chúng ta đánh đổi hy sinh cái giây phút hiện tại, và rất nhiều chuyên gia đề cao cái chuyện này. Nhưng mà hãy tưởng tượng là khi chúng ta đánh đổi hy sinh cái giây phút hiện tại cho một cái thời gian nào đó ở tương lai, vậy thì nó có một cái đi ngược lại, đó là cái thói quen của chúng ta, những cái hành vi mà chúng ta gieo ở hiện tại đây nó trở thành một cái thói quen của chúng ta, và thói quen nó hình thành trong 20-30 năm để chúng ta hy vọng là tới năm thứ 31 chúng ta sẽ thay đổi. Làm sao được? Mọi người đã từng chứng kiến những người họ giàu, cực kỳ giàu, nhưng họ sống rất là keo kiệt, bủn xỉn, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì họ không thể nào làm khác được. Vì ngay từ đầu họ keo kiệt, bủn xỉn, họ chích cóp cho nên là họ mới giàu được. Và bởi vì họ làm cái điều này trong 20-30 năm rồi, thì làm sao tới năm thứ 31 họ thay đổi được? Một cái người hút thuốc, uống rượu trong 30 năm mà chúng ta kỳ vọng đến năm thứ 31 họ thay đổi, đó là một cái chuyện cực kỳ là vô lý, đúng không ạ? Và bởi vì nó là một cái thứ gì đó ở tương lai mà chúng ta phải hy sinh ở hiện tại cho nên chúng ta cảm thấy nó rất là khó chịu. Ban đầu chúng ta có kỷ luật tốt thì chúng ta có thể duy trì nó được lâu dài. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái kỷ luật như vậy. Mà thật ra cái từ kỷ luật ở đây chúng ta hiểu sai. Mà cái này đó là chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang chèn ép chính bản thân của chúng ta, bắt buộc chúng ta phải thực hiện theo những thứ mà chúng ta đã đề ra. Và cái điều này nó cần phải có một cái nỗ lực vô cùng lớn và duy trì thường xuyên. Nhưng mọi người biết rồi, trong một cái hành trình dài như vậy, làm sao chúng ta có thể duy trì được cái niềm tin, chúng ta có thể duy trì được kỷ luật theo kiểu trong ngoặc kép, chúng ta có thể ép chúng ta như vậy được. Rồi những ngày chúng ta yếu lòng thì sao? Những ngày chúng ta không được khỏe thì sao? Những ngày mà cái tâm trạng chúng ta nó xuống thấp quá thì sao? Và bởi vì cái mục tiêu này nó quá hướng về tương lai cho nên nó thường làm cho người ta có cảm giác trở nên nôn nóng. Họ muốn làm sao để đạt được điều đó càng nhanh càng tốt. Bởi vì nôn nóng nên rất là dễ dẫn đến việc đó là chúng ta đốt cháy giai đoạn, đó là chúng ta đưa ra những quyết định vội vàng, và chúng ta bị thu hút bởi những cái kế hoạch, chúng ta bị thu hút bởi lời mời chào của các chuyên gia là vào làm giàu nhanh, là kiếm được một năm 40-50%, đó là lợi nhuận gấp 2, gấp 3 lần, và chúng ta biến thành nạn nhân của những kẻ khác. Tiền đâu chưa thấy, nhưng chúng ta thấy chúng ta mất tiền cho những chuyên gia đó rất nhiều. Một yếu tố khác vô cùng là quan trọng nữa làm cho cái mục tiêu tài chính của chúng ta bị thất bại, đó chính là cái khoảng cách giữa cái kế hoạch tài chính của chúng ta và cái việc chúng ta thực sự hành động cho những kế hoạch đó. Mọi người biết rồi, cái khoảng cách giữa điều chúng ta biết đến cái điều mà chúng ta thực sự biến cái biết đó thành hành động và duy trì cái hành động đó đủ lâu để biến nó thành một cái thói quen của chúng ta hàng ngày, việc đó vô cùng là khó khăn. Bởi vì chúng ta bị đặt vào trong một cái tình thế nó hơi bị nghịch là như thế này. Những cái thói quen xấu khi chúng ta làm, ngay khi chúng ta làm, thông thường nó mang lại cái cảm giác tốt, nhưng mà về lâu dài thì nó mang lại kết quả xấu cho bản thân chúng ta và cuộc đời của mình. Ví dụ như là khi chúng ta quẹt thẻ để trả trước mua một cái điện thoại di động, cái việc đó là chúng ta xài tiền của chúng ta ở tương lai. Nhưng mà ngay cái hành động đó của chúng ta làm ở bây giờ thì chúng ta cảm thấy chúng ta có cái điện thoại, chúng ta thấy thích, nhưng mà về lâu dài nó không tốt. Hay là việc chúng ta ngủ nướng, hay là việc chúng ta ăn đồ quá ngọt, chúng ta hút thuốc, ngay khi chúng ta làm nó cho chúng ta cảm giác sung sướng và khoan khoái, nhưng về lâu dài thì nó lại có hại cho mình. Nhưng ngược lại, có những hành vi gọi là hành vi tốt, khi chúng ta làm, ngay khi chúng ta làm nó cho chúng ta một cái cảm giác tệ, nhưng mà về lâu dài nó lại tốt. Ví dụ mọi người đi tập gym, chúng ta chạy bộ, hoặc là chúng ta ăn uống healthy, thì ngay khi chúng ta làm chúng ta có cảm giác gì đó nó đau đớn, cảm giác nó khó chịu, cảm giác nó nhạt miệng. Hay là việc chúng ta tiết kiệm vậy, chúng ta cảm giác đó là gì? Nó trì hoãn sự sung sướng. Nhưng mà về lâu dài thì nó mang lại
cho chúng ta những kết quả vô cùng tốt đẹp. Mọi người để ý rồi, xã hội hiện tại đẩy mạnh và người ta thường ưu tiên những cái gì là ngay lập tức, ngay bây giờ, hơn là những cái thứ gì ở xa. Giữa cái kế hoạch mà chúng ta nói và cách chúng ta thực sự hành động, nó luôn là một khoảng cách cực kỳ là xa vời. Và nhiều cái kế hoạch tài chính á, thường khi viết ra nó giống như một chiến lược đầu tư hơn là nó một kế hoạch tài chính toàn diện. Chúng ta tập trung quá nhiều vào những con số, những dự báo, những lợi nhuận kỳ vọng và bỏ qua đi yếu tố rất là quan trọng của hành vi con người, đó là những cái lòng tham và nỗi sợ hãi xuất hiện. Và lý thuyết chúng ta nói chúng ta sẽ làm như vậy, nhưng khi có sự can thiệp của lòng tham và nỗi sợ hãi, và khi có sự can thiệp của cảm xúc con người, chúng ta không phải là con người lý trí đến như vậy. Khi đó chúng ta sẽ rất nhiều lần chúng ta bị hành động, bị chi phối bởi cảm xúc của mình. Và bởi hai yếu tố rất cơ bản, lòng tham và nỗi sợ hãi này, những yếu tố cảm xúc rất là mạnh mẽ, nó có thể nhanh chóng làm phá vỡ đi những kế hoạch của chúng ta và khiến chúng ta xa rời mục tiêu. Và khi chúng ta một thời gian chúng ta thấy chúng ta bị xa rời mục tiêu, chúng ta không duy trì được những hành động như hiện tại, chúng ta sẽ có xu hướng chúng ta chán, chúng ta dẹp luôn kế hoạch tài chính đó vào một bên. Và yếu tố cuối cùng là nếu chúng ta để ý nhìn vào một cái bản kế hoạch tài chính, bản hoạch định tài chính của các chuyên gia họ làm cho chúng ta sẽ thấy trong bản kế hoạch tài chính này thường có rất nhiều giả định, ví dụ như tỷ lệ lạm phát, như là lợi nhuận kỳ vọng. Đây là những yếu tố mà gần như chúng ta không thể nào tiên đoán được. Nhiều lắm chúng ta có thể tiên đoán được nó trong vòng một vài tháng hoặc một vài năm, hoặc là một năm không tới vài năm. Cho nên là những giả định này rất là nhanh chóng có thể trở nên lỗi thời, nó không còn đúng nữa, khiến cho cái kế hoạch của chúng ta nó không còn cập nhật và nó không còn hiệu quả. Cho nên điều này nó nhấn mạnh cái sự cần thiết của tính linh hoạt, điều chỉnh thường xuyên trong chiến lược tài chính của chúng ta, đảm bảo rằng nó luôn phù hợp với thực tế khi mà hoàn cảnh thay đổi. Tóm lại là mặc dù kế hoạch tài chính nó là công cụ rất là quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Chìa khóa thành công của việc hoạch định tài chính đó chính là quá trình hoạch định tài chính. Đó là một quá trình liên tục, một quá trình động để phù hợp với các mục tiêu và giá trị cá nhân của chúng ta. Và bằng cái cách mà chúng ta tập trung vào cái quá trình ban đầu, đó là quá trình kiến tạo ra tài sản, nó tích hợp cái yếu tố con người và duy trì cái sự linh hoạt trong bối cảnh không chắc chắn, chúng ta có thể phát triển một chiến lược tài chính không chỉ tồn tại mà còn phát triển một cách mạnh mẽ trong dài hạn. Hoạch định tài chính đúng bao giờ nó cũng nên bắt đầu từ việc đó là hoạch định cuộc đời. Chúng ta mong muốn sống cuộc sống như thế nào? Và để sống được cuộc sống đó, chúng ta cần phải có những nền tảng tài chính nào để phục vụ? Và hãy nhớ rằng tài chính là phụ, còn con người mới là chính. Nên là tài chính là để phục vụ con người, không phải ngược lại. Chúng ta hãy đặt ra câu hỏi, đó là có nhất thiết là phải khi đạt được những mục tiêu tài chính kia thì chúng ta mới có được cuộc sống mà chúng ta hằng mơ ước, hay đó là do tâm trí của chúng ta vẽ ra? Và những thứ do tâm trí của chúng ta vẽ ra, tâm trí nó giống như một con khỉ trên cây vậy. Hôm nay nó vẽ ra, đó là nó mong muốn cái nhà, nó mong muốn cái xe, nó mong muốn một số tiền. Nhưng khi chúng ta gần đạt được nó, tâm trí chúng ta sẽ ngay lập tức sẽ phóng chiếu và sẽ vẽ ra những mong muốn khác. Hôm nay là một cái nhà cấp 4, nhưng khi chúng ta gần đạt được cái nhà cấp 4, chúng ta sẽ nghĩ ra một cái nhà, một cái biệt thự lớn hơn. Hôm nay chúng ta có được chiếc xe Toyota, chúng ta có được một chiếc xe Hyundai, một ngày đó chúng ta sẽ mong muốn có được chiếc Mercedes, có được chiếc Lamborghini. Hôm nay chúng ta mong muốn có được 10 tỷ để làm quỹ hưu trí, thì khi chúng ta gần đạt được nó sẽ đến 100 tỷ. Và bởi vì tâm trí chúng ta nó nhảy như con khỉ này, cho nên nó làm cho chúng ta gần như không bao giờ thấy hài lòng với thứ mình đang có hiện tại. Và cuộc sống chúng ta luôn luôn nằm ở tương lai, và chúng ta lúc nào cũng vậy, cứ chạy theo. Mà tới một ngày chúng ta phát hiện ra thực sự mọi thứ ý nghĩa nó nằm trên hành trình chứ không phải đích đến. Và một ngày chúng ta phát hiện ra chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta nghĩ, và chúng ta phát hiện ra cái chết luôn luôn chào đón chúng ta ở đâu đó, ở bên ngay khúc ngoặt ở phía trước. Cho nên hãy cẩn thận với tâm trí của chúng ta. Và từ những mong muốn cuộc sống và hoạch định cuộc sống, chúng ta mới hình thành nên bản kế hoạch tài chính. Và chính cái bản kế hoạch tài chính này nó lại hoạch định ra cái cách mà chúng ta sống mỗi ngày, để cái việc chúng ta sống mỗi ngày đó nó hướng đến cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra ban đầu. Vậy thì chúng ta hãy cẩn thận xem đó có phải là cuộc sống chúng ta hằng mong muốn hay không. Và điều này nó tạo thành một vòng lặp. Và trong cái vòng lặp đó, nếu chúng ta thực sự là người tham gia vào quá trình hoạch định tài chính ngay ban đầu, chứ không phải là chúng ta dựa trên một bản tài chính do chuyên gia đã vẽ ra, thì chúng ta sẽ biết cách hiệu chỉnh để nó phù hợp nhất. Và tất cả cái vòng lặp này nó sẽ hài hòa và càng ngày
chúng ta sẽ có được cuộc sống chúng ta mơ ước, và chúng ta càng ngày chúng ta càng đi tới cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra ở ban đầu. Việc này giống y chang, giống như là một cái bản thiết kế một ngôi nhà như vậy. Bản thiết kế một ngôi nhà không phải tự nhiên chuyên gia vẽ ra cho chúng ta được. Bản thiết kế ngôi nhà đó nó phải xuất phát từ gì? Từ những cái mong muốn, những mơ ước của chúng ta và từ nhu cầu của chúng ta. Ví dụ gia đình của chúng ta có 5 người và chúng ta cần phải có một cái không gian 100 m², chúng ta cần có một bếp, chúng ta cần có một phòng khách, chúng ta cần có nhà vệ sinh, chúng ta cần có 3 phòng ngủ. Đó là xuất phát từ mục tiêu mong muốn của mình. Bên cạnh đó, nó xuất phát từ những nguồn lực của chúng ta. Nguồn lực ở đây nó bao gồm có cả nguồn lực về con người và nguồn lực về tài chính. Nguồn lực về con người đó là cái trí tuệ, đó là kiến thức, đó là kỹ năng hành động của chúng ta. Và nguồn lực về tài chính đó là số tiền mà chúng ta dự định có được, chúng ta có được để mà chúng ta sử dụng cho cái mục tiêu xây nhà này. Dựa trên tất cả những yếu tố này thì người kiến trúc sư họ mới vẽ ra được một cái bản thiết kế ngôi nhà chúng ta, và sau đó họ sẽ cùng hiệu chỉnh với chúng ta để phù hợp nhất với tất cả những nguồn lực ở lúc nãy chúng ta đề ra. Và từ bản thiết kế ngôi nhà này, nó sẽ quy định cách mà chúng ta xây nhà, đó là chúng ta phải đặt móng như thế nào, chúng ta phải dùng nguyên liệu gì, cửa ở đâu. Và dựa vào bản thiết kế này nên ngôi nhà nó hình thành dần 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 theo bản thiết kế. Bản thiết kế nó quy định ngôi nhà. Vậy thì cái việc chúng ta hoạch định tài chính nó cũng tương tự như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Đó là những điều mà Đức muốn chia sẻ. Và hy vọng rằng những thảo luận này đã mang đến cho chúng ta những cái nhìn sâu sắc hơn về lý do tại sao những cái kế hoạch tài chính của chúng ta thường thất bại, và làm thế nào để tránh những cạm bẫy phổ biến này. Hãy nhớ rằng mục tiêu là tạo ra một kế hoạch để phục vụ cuộc sống của chúng ta, chứ không phải ngược lại. Hẹn gặp lại bạn trong những tập tiếp theo. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu chương trình đã mang lại giá trị gì đó cho mình, hãy like và chia sẻ chương trình đến cho bạn bè và người thân của mình. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn.